Bốc thăm thì chúng ta thấy có những bảng đấu rất đáng để chờ đợi. Những cặp đấu sẽ cho thấy sự kịch tính hấp dẫn ngay từ vòng đấu bảng. Như bảng đấu mà Quốc Khởi vừa nói, ở bảng H gồm có Obuji 2, Xẻo Me Vĩnh Châu, Tôm Đúc 2, Nhà Đương Kim Vô Địch, Bằng Khờ Giòn Mỹ Tú. Cùng với bảng H đó là bảng Y với Ô Chung của Ngã Năm, Tam Sóc của Mỹ Tú, Trà Cuông Một của Mỹ Duyên, đặc biệt là Bisay Vararam Càng Long của Trà Vinh. Một bảng đấu cũng rất đáng để chờ đợi. Trở lại với trận đấu chúng ta đang xem, Obuji 2, Bằng Khờ Giòn, Obuji bơi đường bơi số 2. Trên màn hình thì chúng ta có Khởi vừa thấy số 10 với màu xanh, con rồng xanh. Đây là Tôm Núp 2. Trận đấu trên màn hình quý vị đang xem đó là Tôm Núp 2 gặp Xẻo Me của Vĩnh Châu. Hai cuộc ประกวด bắt đầu cứ ở vùng Trâm Tung Ngoa Wat Đam 7. Bạt Tung Ngoa Wat Đam 7 đây là Trâm Tung Ngoa thlap lbei chmoh a pi mần mau. Lực này chuop chư mươi nung Trâm Tung Ngoa Wat Tôm Núp ti 2 đây là tu rắc sa pien rang wan aek ban ak amok chnam 2022. Và bây giờ nhà đương kim vô địch ở bốc 2020 sẽ có trận đấu đầu tiên của mình trên dòng sông Maduro ở mùa giải năm nay. Tôm Núp 2, thị xã An Ninh, Châu Thành. Cùng với Tôm Núp 2 trong trận thi đấu này đó là Xẻo Me của Vĩnh Châu. Xẻo Me năm nay cũng có một sự chuẩn bị rất là tốt. Anh em đã đóng mới một chiếc ghe ngò, tập luyện cũng rất là dài hơi. Tuy nhiên, trên màn hình hiện nay chúng ta thấy nhà đương kim vô địch đang thể hiện một phong độ vượt trội hơn. Tôm Núp 2 đang dẫn trước Xẻo Me của Vĩnh Châu. Và anh em đang băng băng về đích. Tôm Núp 2 năm nay có nhiều thay đổi, nhưng những gì đang diễn ra rõ ràng một phong độ của nhà đương kim vô địch vẫn đang được thể hiện trên dòng sông Maduro ở mùa giải năm nay. Bạn đôi chị dân mang khơi hai thả mà đoàn tiết Trâm Tùng Ngô Vát Tâm Núp Tì Pi. Và bạn vô chân án lực Trâm Tùng Ngô Vát Đâm Âm Pân Đâm Năng Ôi Tiết. Là trận đấu ở bảng H giữa hai đội chưa có chiến thắng nào đến thời điểm này. Ở lượt trận đầu tiên giữa Xẻo Me và Bằng Khờ Giòn thì cả hai đội này đều đã để thua trước Tôm Núp 2 và Obuji. Chính vì vậy trận đấu này sẽ là một trận đấu rất là quan trọng đối với cả hai. Nếu anh em vẫn còn kỳ vọng để đi tiếp vào giai đoạn 2 thì phải rất nỗ lực ở trận thi đấu này, hướng đến vị trí thứ 3 và ngoạn mục hơn. Nếu giành tiếp chiến thắng ở lượt đấu cuối có thể đổi ngôi. Chính vì vậy trận đấu này là một trận đấu rất là then chốt đối với Bằng Khờ Giòn của Mỹ Tú lẫn Xẻo Me của Vĩnh Châu. Một chiến thắng là niềm hy vọng, cũng là điều gần như bắt buộc ở thời điểm này đối với cả hai. Chúng ta cùng chờ xem Xẻo Me của Vĩnh Châu bên phía khán đài ghe số 1 gặp Bằng Khờ Giòn Mỹ Tú số 16 bơi đường bờ số 2. Wat Bực Giang nâng Wat Đâm Âm Pân thi rung khách Vĩnh Châu cứ thả tục tăng phí ni trong lớp được quốc tàu lan hái cứ thả chanh Vĩnh Nha Wat Bực Giang chanh Wat Đại Ấn Âm Phú Dìa hay Wat Đâm Âm Pân cứ thả chanh quốc quốc trong tổng lúc tỷ lớp ni nằm bày sân khâm cho quốc quốc trong khai thác Wat Bực Giang nâng Wat Đâm Âm Pân cứ thả thả tục na đại bài quốc nha nằm bày cho quốc quốc trong tổng lúc tỷ Đâm Âm Pân cứ thả 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 rất là quan trọng và cực kỳ hấp dẫn là những gì đang diễn ra ở trận đấu mang tính then chốt này giữa Bằng Khờ Giòn của Mỹ Tú và Xẻo Me của Vĩnh Châu. Xẻo Me bơi bên phía khán đài ghe số 1 trong trang phục màu cam đang từ từ vượt lên. Xẻo Me đang từ từ vượt lên, chúng ta thấy Xẻo Me đang từ từ vượt lên. Như vậy là Xẻo Me của Vĩnh Châu đã có một chiến thắng rất là quan trọng. Cuộc bắt đầu của đội bóng Trâm Tùng Ngô Wat Âm Phú Dìa Trâm Tì Pi chốt cho mình Trâm Tùng Ngô Wat Đâm Âm Pân Ti Rung Khách Vĩnh Châu ta Wat Đâm Âm Pân nâng Wat Âm Phú Dìa
quạt đam ở bên là quạt ở phú yên tụt tập pin này cứ ta miền mười lực nhẹ đôi nhẹ ta mở tụt nhẹ nhẹ là ai tôi chỉ cần nắp nắp lịch pi cái nông đà lạt hả ông phú yên một vừa tạo nên bất ngờ thì để cho đội bạn Điên Buồn bật gạch dòng Cà Mau vừa qua, còn bây giờ là Ôn Bù Di 2 trận đấu với Xẻo Mèo. Ôn Bù Di 2 đang có một chiến thắng, Tâm Đúc 2 có hai chiến thắng ở trận thi đấu này. Ôn Bù Di 2 và Xẻo Mèo cùng có một chiến thắng như nhau, đội nào giành chiến thắng đội đó gần như là có chiếc vé đi tiếp, và chiếc vé đi tiếp đó đã thuộc về Ôn Bù Di 2. Rất tiếc Xẻo Mèo năm nay có một sự đầu tư lớn, nhưng anh em đã thi đấu thêm một mùa giải có thể nói là chưa thành công,